Kinh Đại Bảo Tích Pháp Hội Mặc Giáp Trang Nghiêm thứ bảy, Hán Bộ từ quyển 21 đến quyển 25. Hán dịch nhà Đường Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí, Việt dịch Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy, tôi nghe một lúc Đức Phật ở thành Dương Xá tại Trúc Lâm Kalanda cùng chúng đại tỳ kheo và chư đại Bồ Tát câu hội. Chư Bồ Tát này đều từ các Phật độ đến họp. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn được vô lượng trăm ngàn đại chúng vây quanh cung kính cúng dường. Trong chúng hội có vị đại Bồ Tát tên là Vô Biên Huệ, từ chỗ ngồi đứng dậy trịch y vai hữu, gối hữu chấm đất, cúi đầu kính lạy, rồi chắp tay hướng lên Đức Phật mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi có chút nghi ngờ, xin hỏi Đức Như Lai, mong Đức Như Lai chuẩn cho. Ngài Vô Biên Huệ Bồ Tát nói kệ rằng: Đấng Đại Hùng Trượng Phu, thế gian chẳng ai bằng, nay tôi vì chúng sanh có chút nghi xin hỏi, chẳng rời tòa sư tử, hiện thân khắp mười phương, trong tất cả dị luận không ai khuynh động được. Tạng trí không ngàn mé, trí lực cũng vô lượng, mỗi lực của Thế Tôn độ khắp được thế gian. An trụ nhất thiết trí, khéo trụ ở thập lực, đại sư tử vô úy, đấng tối thắng vô thượng, Đức Như Lai có đủ, 18 pháp bất cộng, chiếu sáng khắp thế gian, xô dẹp các ngoại đạo, biết rõ tất cả pháp, vì thế không ai trên, đại đạo sư trọn lành. Tôi có nghi xin hỏi, trí ly cấu vô biên, trí đại hải bất động, trí cảnh giới vô ngại. Tôi có nghi xin hỏi, Thế Tôn khéo tu tập, nơi đạo không còn lầm, đại đạo sư an ổn. Tôi có nghi xin hỏi, đã qua khỏi dòng dữ, đã dứt hết trói buộc, nhổ được các tên độc. Tôi có nghi xin hỏi, đã phá vỏ vô minh, đã hết nóng phiền não, hay ở an mát mẻ. Tôi có nghi xin hỏi, trí vô úy vô thượng, trí vô ngại vô trước, pháp hải nhất thiết trí, Như Lai đã chứng được, Phật vô lượng công đức, chứng trí đều viên mãn, hết tất cả phiền não, phá tất cả kiến chấp. Thế Tôn chứa nhóm nhiều, vô lượng công đức lớn, pháp vương bất tư nghị. Tôi có nghi xin hỏi, Phật trí huệ thù thắng, chiếu khắp các thế gian, diễn rộng ánh sáng pháp, biển công đức vô biên. Pháp quang của đạo sư chiếu khắp các thế gian, vì thế trong thế gian ánh sáng Phật pháp hiện, biển pháp nhất thiết trí, biện tài không gì trên, tinh tiến chẳng nghĩ bàn, thanh tịnh rời kiến chấp. Vì Phật nhãn vô biên, trí cảnh cũng vô biên, đấng thế gian vô đẳng. Tôi có nghi xin hỏi, Đại Mưu Ni Pháp Vương dứt được chúng sanh mê. Bạch Phật, tôi sẽ hỏi, trong mong được hứa cho, tôi xem tất cả chỗ, trên trời và nhân gian, không ai bằng Như Lai. Đấng soi sáng cùng khắp, đầy đủ các công đức, đại trượng phu trang nghiêm, pháp vương chẳng nghĩ bàn, sáng rực trong các thánh, dĩ như núi tuyết lớn, chỗ các báo đoan nghiêm, Thế Tôn ngồi pháp tòa, đoan nghiêm cũng như vậy. Diệu âm đại tinh tiến, hay tuyên lời đẹp dạ, nếu chúng sanh được nghe, căn lành đều thanh tịnh, Phật thù thắng trong người, thường diễn ánh sáng pháp. Nhờ vậy mà chúng sanh tùy ý liền khai ngộ, biết thời biết chúng hội. Đấng đạo sư biết người, diễn bày ánh sáng pháp,
dùng trí huệ đúng thời, đấng phạm âm tinh tiến, xin ban lời thanh tịnh như trời mưa ướt đất, chánh pháp khắp nhuần mát. Thế Tôn ở trong chúng khắp tuyên pháp vũ rồi, hy vọng ở pháp này chúng sanh đều đầy đủ, an trụ trên tất cả như vương ở diệu cao. Ban pháp cho chúng sanh khiến đại chúng hoan hỷ, đại hùng lưỡng túc tôn cảnh giới bất tư nghị. Tất cả các chúng sanh không ai có thể biết, vô lượng đại trượng phu chúng hội đã hòa hiệp, nương nhờ Đại Mâu Ni chí cầu cảnh giới Phật. Tôi xu hướng cảnh Phật nên đến họp tại đây. Đạo sư Trí Vô Ngại thế nào sớm khai ngộ, tôi theo ý mình thích, chiêm ngưỡng muốn thỉnh hỏi, xin Thế Tôn khai thị để dứt hết nghi hoặc. Nếu nghe pháp vô thượng thì được lòng hoan hỷ, hớn hở khắp cả thân, dứt được các lưới nghi, pháp vương vô thượng tôn, nhất thiết trí vô úy, bậc thấy biết tất cả. Tôi nghi xin được hỏi, đối với tất cả pháp Phật không chút nghi hoặc, đại đạo sư tinh thuần. Tôi nghi xin được hỏi, đấng dứt nghi vô thượng với pháp chẳng nghi hoặc, biển công đức vô biên. Tôi nghi xin được hỏi, ánh sáng lớn vô biên, công đức lớn vô biên, trí thanh tịnh vô biên. Tôi nghi xin được hỏi, trí tinh tiến vô biên, trí cảnh giới vô biên, trí lợi ích vô biên. Tôi nghi xin được hỏi, Thế Tôn trí vô biên, rời biên và vô biên, dứt được tất cả nghi. Tôi nghi xin được hỏi, pháp vương bất tư nghị, thương xót nghe tôi hỏi, cho phép tôi sẽ hỏi, Đức Phật tuyên dạy cho. Xin hỏi nhất thiết trí, Đức Thích Ca Mâu Ni, nếu thương cho phép tôi, xin giải quyết điều nghi. Đức Thế Tôn bảo Vô Biên Huệ Đại Bồ Tát rằng, này Vô Biên Huệ, này đối với ta, ông khát ngưỡng khẩn cầu muốn hỏi Như Lai bao nhiêu điều, nếu ông có điều gì muốn hỏi, ta sẽ giải đáp cho. Đức Thế Tôn nói kệ rằng, này ông Vô Biên Huệ, muốn hỏi những điều gì, ông đều nên hỏi đi, Như Lai sẽ giải đáp. Như những điều được hỏi, mỗi mỗi việc đem hỏi, tùy ý thích muốn hỏi, Phật sẽ mau khai thị. Ta vì ông diễn nói, tất cả không còn nghi. Như ông chí nguyện cầu, xứng theo chỗ ông hỏi, nay ông bạch hỏi Phật, đúng lúc và đúng nghĩa. Vì phải thời bạch hỏi, nên ta quyết định nói. Cứ như ý ông thích, bạch hỏi điều nên hỏi, Như Lai đều tùy thuận. Vì ông mà diễn nói, nay ông hỏi đúng lúc, ta cũng nói đúng lúc, dứt lưới nghi cho ông, sẽ được không còn nghi. Như Lai là pháp vương, thấu tỏ nghĩa rốt ráo, đối với tất cả pháp được không còn nghi hoặc. Ta ở nơi các pháp chánh giác ngộ khó suy, theo như ý chúng sanh đem hỏi sẽ giải đáp. Phật ở nơi các pháp đều không còn nghi hoặc. Đúng lúc mà bạch hỏi, Phật sẽ mau diễn nói, không còn có nghi hoặc. Ta thường vì người nói, theo như ý kia thích, giải thích điều họ nghi, Như Lai thường biết rõ thời gian và chúng hội. Các loài chúng sanh thảy, ý hướng họ chẳng đồng. Phật cũng thường quán sát tất cả tâm chúng sanh, có dục hay không dục, đều thấy rõ tất cả. Nếu có hàng trí giả có thể khéo tu hành, ta đều lấy đúng lúc đem chánh pháp khai ngộ. Nếu là người vô trí, ngu si và mê loạn, họ không trí huệ sáng, chẳng tôn trọng chánh pháp. Nếu không tôn trọng pháp, chẳng mong cầu chánh pháp, dù có nghe pháp này, không có trí sáng lớn, người khéo giỏi nơi pháp
Nơi pháp hy vọng cầu, nếu được nghe pháp này sẽ được trí sáng lớn, người thích pháp đại thừa. Cầu thỉnh đấng Thế Tôn, được nghe pháp này rồi sẽ được trí sáng lớn. Phật đấng trí vô thượng, Phật trí bất tư nghị. Nên những người nguyện cầu được nghe đều thỏa mãn. Người thích trí vô ngại cầu đấng tối thượng tôn, họ được nghe pháp này sẽ được lợi ích lớn. Nếu người có trí tánh cầu đấng bất tư nghị, họ được nghe pháp này sẽ được trí vô thượng. Nếu có những chúng sanh cầu được thành Phật đạo, chuyển pháp luân vô thượng, nghe pháp đều hoan hỷ, người ưa thích tinh tiến, tôn sùng nơi chánh pháp, được nghe pháp ly cấu, mừng rỡ càng hớn hở. Nếu có các chúng sanh thích tu tập pháp lành, ta dùng ánh sáng pháp dạy họ pháp vô thượng, gánh vác những gánh nặng, sách tiến tu vô biên. Họ nghe pháp này rồi vui mừng được đầy đủ. Nếu có người mong cầu pháp lành để tư duy, ta vì thương mến họ khai thị pháp vô thượng. Ta thương mến các ông, tùy các ông bạch hỏi, ta có thể giải quyết dứt nghi cho các ông. Từ nhiều ngàn ức năm, ta đã khéo tu hành, đã trừ hẳn nghi lầm, biết rõ ý ông thích. Nếu có điều gì nghi, cho phép ông bạch hỏi, sẽ giải đáp cho ông. Dứt hết các nghi hoặc, nếu có điều gì nghi, cho phép ông bạch hỏi, như ý ông thích muốn, ta sẽ diễn nói cho. Nếu có điều gì nghi, cho phép ông bạch hỏi, Phật an trụ chánh pháp, không bao giờ động lai. Lúc ấy, Ngài Vô Biên Huệ Đại Bồ Tát bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, tôi đối với Bồ Tát Thừa có chút nghi, nay sẽ xin hỏi. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là bậc thiện trượng phu xa rời sự bố úy, nhất tâm chánh niệm, vì chúng sanh mà mặc giáp trụ lớn? Nơi giáp trụ lớn mà trang nghiêm đó, phát lòng rất mến thích mà tôn trọng đó, dùng chẳng phóng dật mà ngồi đại thừa ấy, dùng con đường sạch sẽ bằng thẳng lớn, không có những gò nổng ngói đá gai góc dơ dáy lùm rừng kiến chấp, cũng không có gai độc hầm hố khổ não, cũng không có sự trói buộc sợ sệt gian nan. Con đường bằng phẳng đúng lý ngay ngắn không cong queo, con đường không chướng ngại, đốn sạch lùm rừng xé nát tất cả lưới, rời xa tối tăm trừ bỏ ái trước, vì xả bỏ hòa hiệp để hướng đến vô thượng bồ đề. Bạch Đức Thế Tôn, tôi đối với nghĩa này mà bạch hỏi, thế nào thiện trượng phu, thế nào giáp trụ lớn? Mà giáp trụ ấy ngồi nơi đại thừa, do con đường lớn ấy mà sẽ hướng đến vô thượng bồ đề. Đức Thế Tôn nên diễn nói chư đại Bồ Tát giáp trụ trang nghiêm an trụ nơi đạo, an trụ nơi các pháp lý thú thiện xảo. Vì ở nơi pháp lý thú an trụ thiện xảo nên có thể phát khởi ánh sáng thiện xảo của các pháp lý thú. Vì có ánh sáng pháp nên chẳng bỏ giáp trụ ngồi nơi đại thừa, dùng sức tinh tiến bất thối chuyển, gốc không vọng niệm và sức trí huệ tương tục có thể mau thành tựu pháp giới lý thú rành rẽ khéo giỏi. Qua ngồi đạo tràng chuyển chánh pháp luân để vì chúng sanh mà diễn thuyết chánh pháp. Tất cả chúng sanh đúng như sở nguyện của họ, đúng như chỗ hướng đến của họ mà giải thoát sanh tử. Bạch Đức Thế Tôn, tôi muốn làm lợi ích an vui chúng sanh nên hỏi nghĩa đại thừa ấy. Đức Thế Tôn Như Lai là bậc biết tất cả, thấy tất cả, xin chỉ dạy dùng những pháp gì để thành tựu nhất thiết chư pháp hải ấn tam muội của chư đại Bồ Tát. Do tam muội này khiến chư đại Bồ Tát được chẳng thối chuyển vô thượng Bồ đề. Đức Thế Tôn Như Lai biết thấy trọn vẹn các pháp chưa từng có, giỏi về phương thuốc làm nên trí huệ cho chúng sanh. Vì thế nên tôi bạch hỏi. Ngài Vô Biên Huệ Đại Bồ Tát lại nói kệ rằng: Vì chư đại Bồ Tát, tôi hỏi Đức Thế Tôn, đấng nhất thiết tri kiến, nghĩa Phật pháp thậm thâm,
chỗ tu hành đại thừa, định nào hướng đến được? Nay tôi đều thỉnh hỏi, lợi ích các chúng sanh thế nào thiện trượng phu mặc được giáp vô biên? Mặc giáp như vậy rồi sẽ hướng đến thế nào? Khởi thức muốn thế nào? Thế nào mến pháp ấy? Thế nào đại tinh tiến? Thế nào chẳng phóng dật? Thế nào chư Bồ Tát ngồi nơi đại thừa này, ngồi rồi lại thế nào? Việc ấy xin được nói, thế nào ngồi đại thừa hướng đến đạo Bồ Tát? Cuối xin đấng đạo sư mau tuyên nói cho tôi, thế nào là đường bằng bình đẳng để hướng đến, với rừng bụi kiến chấp luôn chặt đốn chẳng mệt? Ở trong các cảnh giới, thế nào được siêu diệt? Thế nào dùng bình đẳng phá rách lưới tham ái? Thế nào trừ hắc ám được ánh sáng đại trí? Chư đại Bồ Tát ấy sẽ hướng đến thế nào, hay quan sát thế nào, rời xa những trói buộc? Thế nào chư Bồ Tát rời trói khéo ở an? Thế nào chư Bồ Tát vượt qua bố úy lớn, giỏi khéo các pháp nghĩa, hướng đến nơi vô thượng? Bồ Tát mặc những gì? Vô biên giáp trụ lớn. Mặc giáp trụ ấy rồi ngồi nơi đại thừa này. Thế nào chư Bồ Tát hướng đến đường bằng phẳng? Nay tôi kính bạch hỏi, Thế Tôn nên giải đáp. Bồ Tát làm sao được trang nghiêm giáp trụ lớn, trang nghiêm vô thượng thừa? Thế Tôn nên diễn nói, an trụ nơi đạo này và trang nghiêm đạo ấy. Nghĩa thiện xảo các pháp, Thế Tôn nên diễn nói, thế nào biết rõ được lý thú của pháp giới, ánh sáng pháp thiện xảo? Thế Tôn nên diễn nói, thế nào chư Bồ Tát được ánh sáng pháp ấy rốt ráo tất cả pháp? Thế Tôn nên diễn nói, thế nào chư Bồ Tát được ánh sáng pháp rồi chẳng bỏ giáp trụ lớn, do đây mà hướng đến? Thế nào chư Bồ Tát ngồi nơi đại thừa này tinh tiến chẳng thối chuyển, do đây mà hướng đến? Thế nào chư Bồ Tát chí niệm thường kiên cố, hay dùng sức trí lớn mà khéo điều phục được? Thế nào được pháp giới nghĩa lý thú thiện xảo, pháp dương bất tư nghị? Xin Thế Tôn tuyên nói, thế nào được mau chóng đến đạo tràng Bồ Đề, chuyển pháp luân thanh tịnh, thế gian chẳng chuyển được? Thế nào chẳng động lai để diễn nói các pháp vì tất cả chúng sanh? Như ngày xưa đã nguyện, do diễn nói các pháp giải thoát hẳn sanh tử, làm sao cho chúng sanh rốt ráo được an lạc? Vì lợi ích chúng sanh, tôi hỏi Đức Thế Tôn bậc thấy biết tất cả, xin vì tôi diễn nói, nên dùng những pháp gì làm cho chư Bồ Tát thành tựu tất cả pháp hải ấn đại tam muội? Người ham cầu Phật pháp khát ngưỡng đại Bồ Đề, nếu nghe được pháp này toàn thân đều hớn hở. Đức Phật phán dạy: Lành thay, lành thay, này vô biên huệ đại Bồ Tát, thuở quá khứ ông đã cúng dường vô lượng chư Phật trong những cội lành, họp các công đức chẳng thể tính lường được. Ở nơi pháp thậm thâm này, ông ham cầu khát ngưỡng, dùng đại nguyện để thành tựu chúng sanh mà ông phát khởi đại bi bạch hỏi nơi Đức Phật. Ông nên lắng nghe khéo suy gẫm, nay ta sẽ vì ông diễn nói chư đại Bồ Tát do thành tựu công đức mà hướng đến vô thượng Bồ Đề. Ngài vô biên huệ đại Bồ Tát bạch: Bạch Đức Thế Tôn, tôi xin được nghe. Đức Phật phán: Này vô biên huệ đại Bồ Tát, vì vô thượng Bồ Đề mà mặc giáp trụ, vì muốn nhiếp lấy chúng sanh mà mặc đại giáp trụ, vì thanh tịnh bố thí cho chúng sanh mà mặc đại giáp trụ, vì các chúng sanh nên trì giới thanh tịnh mà mặc đại giáp trụ, vì các chúng sanh nên nhẫn nhục thanh tịnh mà mặc đại giáp trụ, vì các chúng sanh nên tinh tiến thanh tịnh mà mặc đại giáp trụ, vì các chúng sanh nên thiền định thanh tịnh mà mặc đại giáp trụ, vì các chúng sanh nên trí huệ thanh tịnh
mà mặc đại giáp trụ, vì làm cho các chúng sanh được an lạc mà mặc đại giáp trụ, vì phát khởi tâm làm lợi ích cho các chúng sanh mà mặc đại giáp trụ, vì làm đối trị tham sân si cho các chúng sanh mà mặc đại giáp trụ, vì làm phương tiện cho đại công đức mà mặc đại giáp trụ, vì khéo viên mãn trí vô thượng mà mặc đại giáp trụ, vì cứu hộ sanh tử bố úy cho các chúng sanh mà mặc đại giáp trụ, vì muốn hiển hiện viên mãn trí vô đẳng đẳng mà mặc đại giáp trụ, vì giao chiến với các ma, quyến thuộc ma và ma nghiệp, cũng vì giao chiến với tất cả các ngoại đạo, những hạng người đi trong đường hiểm rừng rậm kiến chấp trong cõi đại thiên này mà mặc đại giáp trụ. Này vô biên huệ, chư đại Bồ Tát mặc đại giáp trụ như vậy rồi chẳng rời bỏ giáp trụ mà phát khởi đại tinh tiến, có thể vào được trong tất cả loài chúng sanh, lấy hạnh nhẫn nhục để an trụ, xa rời bố úy, chẳng kinh chẳng sợ chẳng động chẳng loạn, mà còn mặc vô biên giáp trụ. Những là giáp trụ cứu hộ tất cả chúng sanh, giáp trụ cắt đứt tất cả lùm rừng kiến chấp, giáp trụ phá các quân ma, giáp trụ có thể truyền trao trí huệ, giáp trụ làm vô biên cầu đò, giáp trụ thoát khỏi các gánh nặng, giáp trụ tăng trưởng tín tâm thanh tịnh, giáp trụ ở vững nơi giới luật, giáp trụ trừ sạch nghiệp chướng, giáp trụ tất cả trí lực thanh tịnh, giáp trụ sức phương tiện thiện xảo, giáp trụ có thể dứt tất cả chấp trước, giáp trụ trí huệ chẳng thối chuyển chẳng hối hận. Này vô biên huệ, chư đại Bồ Tát mặc đại giáp trụ như vậy rồi cũng chẳng bỏ rời, nhẫn đến sức tinh tiến kiên cố vô biên, chẳng bao giờ động lai mà hướng đến vô thượng Bồ Đề. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Bồ Tát mặc giáp trụ để nhiếp các chúng sanh, vì chúng sanh vô biên, mặc giáp cũng vô biên. Vì bố thí thanh tịnh khiến tất cả đầy vui, vì lợi ích chúng sanh mà mặc giáp trụ này, vì trì giới thanh tịnh lợi ích cho thế gian, vì làm lợi chúng sanh mà mặc giáp trụ này, vì nhẫn nhục thanh tịnh dũng mãnh khéo an trụ, vì làm lợi chúng sanh mà mặc giáp trụ này, vì tinh tiến thanh tịnh thành tựu bất thối chuyển, vì làm lợi chúng sanh mà mặc giáp trụ này, vì thiền định thanh tịnh cảnh sở hành cũng vậy, vì làm lợi chúng sanh mà mặc giáp trụ này, vì trí huệ thanh tịnh vô lậu và vô thượng, vì làm lợi chúng sanh mà mặc giáp trụ này. Tất cả các chúng sanh thích gì sẽ cho đủ, khéo biết ý nghĩa ấy mà mặc giáp trụ này. Bồ Tát nơi chúng sanh hay làm sự lợi ích, dùng tứ nhiếp thanh tịnh ban khắp trong các cõi, nếu làm người đối trị trừ bệnh tham sân si, trao thuốc cho chúng sanh tật bệnh đều tiêu trừ. Do đây các Bồ Tát hay khéo mặc giáp trụ nơi công đức tư lương được vô biên phương tiện, chúng sanh khổ sanh tử bất ngặt chẳng an ổn, tôi thường làm cứu hộ mặc giáp trụ vô biên. Vô biên khổ sanh tử tôi làm giải thoát được, lưới ái kiến trói buộc tất cả đều sẽ dứt. Với lưới phiền não này làm đứt được tất cả, sức tinh tiến kiên cố dũng mãnh mà mặc giáp, tất cả các chúng sanh cho ở đường an lạc, do đây đến niết bàn an ổn mà vô thượng. Do sức đại tinh tiến mà mặc giáp trụ này sẽ cùng tất cả ma chiến đấu thường chẳng mệt. Với những nhà ngoại đạo nắm chặt các kiến chấp đi trong rừng rậm hiểm, mặc giáp làm lợi họ và vô lượng chúng khác, đi ở trong phi đạo với họ đều lợi ích, nên mặc giáp vô biên. Mặc giáp trụ ấy rồi chẳng rời bỏ giáp trụ, khởi sức đại tinh tiến, mặc giáp trụ kiên cố vào trong cõi chúng sanh, do nhẫn nhục được an, thành tựu kiên cố nhẫn. Mặc giáp trụ vô thượng rời xa các bố úy cũng không có kinh sợ, mặc vô biên giáp trụ
tất cả siêng tu tập, khéo mặc đại giáp trụ, thường hay chánh giác ngộ, tịch diệt chẳng động lay, chẳng loạn chẳng thối chuyển. Mặc giáp như vậy rồi, trí giả lại nên mặc. Giáp cứu hộ chúng sanh, giáp phá hoại quân ma, giáp cầu đò vô biên, tất cả giáp đều mặc. Người trí huệ dũng mãnh mặc giáp được ở an, vì bỏ gánh rất nặng mà mặc giáp vô thượng. Độ tất cả chúng sanh đều khiến thoát gánh khổ, thêm lớn tin thanh tịnh. Khéo điều nhiếp sáu căn, tương ưng với tịnh giới. Mặc giáp trụ vô thượng, thành tựu trí dũng mãnh, Bồ Tát hay an trụ, oai nghi đúng giới luật. Mặc giáp không bị động, xưa ở trong chúng thánh tu các hạnh thanh tịnh. Thế nên mặc giáp trụ mà thường chẳng khiếp nhược, dùng trí yêu chúng sanh, lợi ích các thế gian, thông đạt các phương tiện. Mặc giáp khéo an trụ, với trí phương tiện khéo, Bồ Tát thông đạt được. Mặc giáp như vậy rồi, dứt trừ các kiết phược, rời xa tất cả chấp, chánh tín chẳng sai trái. Người trí mặc giáp trụ hướng đến đạo vô thượng, Bồ Tát hay quyết định tự lợi và lợi tha. Do sức đại tinh tiến, kiên cố chẳng thối chuyển. Đức Phật phán tiếp: Lại này vô biên huệ, trong vô lượng kiếp, Đại Bồ Tát mang những gánh nặng mặc giáp trụ lớn. Giáp trụ như vậy hoặc là ma, hoặc là quyến thuộc ma, hoặc là sứ giả của ma. Và những chúng sanh đi nơi lùm rừng rậm rợp, xấu hiểm, tà kiến đều chẳng thấy được. Tại sao vậy? Vì giáp trụ ấy không có hình sắc hiển bày, không tướng không đối, bỏ tướng rời tướng, không có danh tự vậy. Này vô biên huệ, giả sử có cây phi tiễn lượng như núi Tu Di, bén nhọn bắn đến không thể trúng được. Giả sử tất cả chúng sanh trong cõi đại thiên đều làm ma, mỗi chúng sanh ma đều riêng có ngần ấy quyến thuộc quân ma, tất cả đồng thời buông tên lượng như núi Tu Di, họ cũng chẳng thể làm hư hoại giáp trụ của chư Đại Bồ Tát, dầu là làm hư chừng bằng sợi lông. Đối với chư Đại Bồ Tát còn chẳng thể làm cho các ngài có ý niệm khác, huống là làm động tới thân. Chư Đại Bồ Tát này nếu có một tâm niệm dẹp trừ họ, thì có thể làm cho quân ma ấy tan nát tiêu diệt. Khéo an trụ giáp trụ như vậy mà chẳng động lay, thì tất cả chúng sanh không có ai phá hoại được. Tại sao vậy? Vì là vô tướng, vì là chẳng phải chỗ đi chỗ thấy của chúng sanh. Tất cả chúng sanh chẳng thấy biết được chư Đại Bồ Tát, mà Bồ Tát có thể biết rõ tất cả pháp vậy. Vì thấy biết đúng thiệt mặc giáp trụ lớn để cứu hộ tất cả chúng sanh vậy. Với tất cả pháp không có chấp trước, vì muốn lợi ích tất cả chúng sanh vậy. Với tất cả pháp cũng dơ sở đắc, thế nên chúng sanh chẳng thấy biết được giáp trụ như vậy. Và giáp trụ ấy không có hình tướng, không có lộ bài, không có ngôn thuyết vậy. Giáp trụ ấy chẳng tương ưng với sắc, với thọ, tưởng, hành, thức, chẳng tương ưng với nội ngoại và trung gian, cũng chẳng tương ưng với chẳng phải nội ngoại trung gian, chẳng tương ưng với thập nhị xứ, thập bát giới, chẳng tương ưng với địa thủy hỏa phong và không đại chủng, chẳng tương ưng với cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, chẳng tương ưng với hữu tác vô tác, diệt hữu tác vô tác và phi hữu tác vô tác, chẳng tương ưng với thanh văn địa, bích chi Phật địa và Phật địa, chẳng tương ưng với đường ngữ ngôn, chẳng tương ưng với sắc nhân và sắc tướng, chẳng tương ưng với thọ tưởng hành thức nhân và thọ tưởng hành thức tướng, chẳng tương ưng với tướng và phi tướng. Với tất cả pháp chẳng tương ưng, cũng chẳng phải chẳng tương ưng, không có trói buộc, không có giải thoát, cũng chẳng phải toán số hay thí dụ mà biết được, vì tất cả pháp quá các số vậy. Giáp trụ như vậy, tất cả pháp kiến đều bất khả đắc cả. Những là sắc kiến bất khả đắc, thọ kiến bất khả đắc, nhẫn đến thức kiến bất khả đắc, cho đến không có chút pháp kiến nào khả đắc cả. Giáp trụ như vậy chẳng cùng tất cả pháp tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng cùng sắc thọ tưởng hành thức tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.
với tất cả pháp hoặc tương ưng hoặc chẳng tương ưng kia đều rời xa. Giáp trụ như vậy không có tạo tác vì không có tác giả vậy, không có tướng vì chẳng phải tướng vậy, không có tướng xứ sở, không có tướng hòa hiệp, không có phân biệt, không có động lai, không có phan duyên, không có tánh để thấy được. Người mặc giáp trụ cũng bất khả đắc. Mặc giáp như vậy cũng chẳng thể thấy được. Tại sao vậy? Vì lúc chư Đại Bồ Tát mặc giáp trụ mà chẳng thấy có ai là người mặc giáp. Mặc giáp chỗ nào, từ đâu mặc giáp, cũng chẳng thấy tôi có thể mặc giáp, chẳng thấy áo giáp được tôi mặc, cũng chẳng thấy có chỗ này mặc giáp, chỗ kia mặc giáp, cũng chẳng thấy có mặc giáp như vậy. Vì các chúng sanh nơi tất cả pháp không chỗ hành, không chỗ kiến, nên chư Đại Bồ Tát mặc giáp trụ như vậy, cũng là mặc giáp trụ của Đức Như Lai mặc. Thân bất khả đắc, tâm bất khả đắc, ý bất khả đắc, vì bất khả đắc nên xa rời phân biệt. Nếu chư Bồ Tát còn chút pháp, hay là được chút pháp mà hiện tại mặc giáp trụ, hay là sẽ mặc giáp trụ, thì chẳng nên gọi rằng mặc đại giáp trụ. Nếu tâm Bồ Tát vượt quá các pháp mới gọi là mặc đại giáp trụ bất tư nghị. Chư Đại Bồ Tát chẳng vì thiểu số chúng sanh mà mặc đại giáp trụ, cũng chẳng vì một kiếp chúng sanh mà mặc đại giáp trụ, cũng chẳng vì trăm kiếp ngàn kiếp cho đến trăm ngàn na do tha câu chi kiếp chúng sanh mà mặc đại giáp trụ. Chánh là vì vô lượng vô số kiếp chúng sanh mà Đại Bồ Tát mặc đại giáp trụ, vì thế nên gọi rằng mặc vô lượng đại giáp trụ vậy. Lúc mặc đại giáp trụ, Đại Bồ Tát mặc giáp trụ chẳng sanh tưởng là chúng sanh. Mặc giáp trụ chẳng khởi tưởng là ngã. Mặc giáp trụ rời lìa tưởng có chúng sanh. Mặc giáp trụ diệt trừ tưởng có ngã. Mặc giáp trụ biết rõ tánh chúng sanh. Mặc giáp trụ biết rõ tánh ngã. Mặc giáp trụ vượt quá thọ và tưởng. Mặc giáp trụ biết rõ tất cả pháp không có tướng tạo tác, là tướng rỗng không, là tướng vô tướng, là tướng vô nguyện, là tướng vô sanh, là tướng vô diệt. Mặc giáp trụ biết rõ tánh tướng sai biệt của tất cả pháp và tánh tướng vô sai biệt của tất cả pháp. Mặc giáp trụ biết rõ sự tướng của tất cả pháp và vô sự tướng của tất cả pháp. Này vô biên huệ, nếu còn ở nơi sự tướng mà mặc giáp trụ thì trọn chẳng gọi rằng mặc đại giáp trụ. Vì chư Đại Bồ Tát chẳng ở nơi sự tướng mà cầu đại trí huệ nên gọi là mặc đại giáp trụ. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: trong vô lượng kiếp mặc giáp lớn vô biên, vì muốn cho chúng sanh giải thoát các khổ não, giáp trụ lớn như vậy hoặc ma hay ma sứ và kẻ tạo nghiệp ma, mắt họ chẳng thấy được, cùng với những chúng sanh đi nơi rừng chấp kiến, họ cũng chẳng thấy được. Giáp trụ bất tư nghị, giáp trụ này không sắc, không hình, không đối đãi. Giáp trụ chẳng nghĩ bàn, mắt thường chẳng thấy được, không danh cũng không tướng, rời xa tất cả tướng. Giáp trụ này vô biên nên không tướng thấy được. Giả sử tên như núi đồng loạt nhắm bắn vào, giáp trụ bất tư nghị khiến tên tự gãy nát. Tất cả ma trong đời cũng mang tên như núi, nhắm ngay đại giáp trụ đồng loạt bắn thẳng vào. Nhưng đại giáp trụ này chẳng tổn chừng đầu lông, giáp trụ bất tư nghị chẳng gì phá hư được. Vì thế nên Bồ Tát thân tâm chẳng biến đổi, giáp trụ bất tư nghị ai làm khuynh động được. Bồ Tát bất tư nghị nếu dùng một tâm niệm muốn dẹp trừ chúng ma, quân ma liền lui tan. Đại giáp trụ như vậy chưa từng có động lai, tất cả các chúng sanh không ai có thể thấy, tất cả các chúng sanh chẳng biết tướng giáp trụ. Vì thế các chúng sanh mắt họ chẳng thấy được, Bồ Tát làm chỗ dựa biết được tất cả pháp, dường như thắng kim cương. Đây là người khéo mặc, chẳng thọ tất cả pháp, cứu hộ các chúng sanh thuận theo pháp của Phật. Đây là người khéo mặc, giáp trụ không chỗ lấy, tùy thuận tất cả pháp, giáp trụ chẳng nghĩ bàn. Đây là người khéo mặc, giáp trụ không thị hiện, trị sạch tất cả pháp, các pháp rời ngôn thuyết, không ai thị hiện được,
chẳng tương ưng với sắc, thọ, tưởng, hành và thức, cũng đều chẳng tương ưng, cũng đều chẳng hòa hiệp, chẳng tương ưng với nội, chẳng tương ưng với ngoại, chẳng tương ưng nội ngoại, cũng đều chẳng hòa hiệp, chẳng tương ưng với xứ, chẳng tương ưng với giới, hoặc trong xứ trong giới cũng đều chẳng hòa hiệp, chẳng tương ưng với địa, chẳng tương ưng thủy hỏa phong và không cũng vậy, chẳng tương ưng chẳng hiệp, chẳng tương ưng dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cũng đều chẳng tương ưng, cũng đều chẳng hòa hiệp, tất cả vô sở đắc, chẳng cùng các hữu tác, chẳng cùng các vô tác tương ưng và hòa hiệp, giáp trụ bất tư nghị, không ở không hòa hiệp, không buộc không giải thoát, cũng không chẳng tương ưng, giáp trụ không biên tế, chẳng cùng thanh văn địa, chẳng cùng độc giác địa, tương ưng và hòa hiệp, nhẫn đến chư Phật địa, và cùng tất cả pháp, tất cả chẳng tương ưng, tất cả chẳng hòa hiệp, tất cả đường ngôn ngữ, không có thể đến được, vì giáp trụ vô biên, không thể khó nghĩ bàn, nên chẳng cùng tất cả, tương ưng chẳng tương ưng, giáp trụ bất tư nghị, vượt quá tất cả số, giáp trụ này vô thượng, không buộc không chẳng buộc, cũng không có tướng sắc, tướng thọ tưởng hành thức, chẳng cùng các tướng ấy, tương ưng và hòa hiệp, chẳng cùng các pháp tướng, tương ưng chẳng tương ưng, cũng chẳng cùng vô tướng, tương ưng và hòa hiệp. Giáp trụ này vô thượng, không buộc không giải thoát, trong tất cả các pháp, chẳng vào một pháp nào, trong tất cả các pháp, giáp trụ bất khả đắc. Vì thế nên vô thượng gọi là bất tư nghị. Giáp trụ không có sắc, không thọ cũng không tưởng, không hành cũng không thức, chẳng nhiếp trong các uẩn, bực dũng mãnh như vậy, mặc đại giáp trụ này, thân tâm vô sở đắc, chẳng thấy chút pháp nhỏ, vì vượt quá nghĩ suy, tâm thanh tịnh an trụ, mà thường không khiếp nhược, gọi là bất tư nghị. Mặc giáp trụ kiên cố, tâm mình không lay động, chẳng kể số lượng kiếp, gọi là bất tư nghị. Giáp trụ không số lượng, chẳng lấy pháp phi pháp, vì không có thời lượng nên gọi bất khả lượng, chẳng khởi chúng sanh tưởng, cũng không có ngã tưởng, vì biết được tưởng này, tất cả tưởng chẳng sanh, cũng biết tất cả pháp, pháp ấy đều vô tướng. Mặc giáp trụ như vậy gọi là bất tư nghị. Đức Phật phán tiếp: Lại này vô biên huệ, đại giáp trụ ấy có tên là Diệu Pháp Nghiêm Cụ Trang Nghiêm, cũng tên là Tối Thượng Bất Khả Hoại, cũng tên là Nhất Thiết Pháp Vô Sai Biệt, vì chẳng làm sai biệt chút pháp nào. Chư Đại Bồ Tát mặc giáp trụ ấy giữ sức đại trí huệ, ngồi nơi đại thừa, tối thượng thừa, vô đẳng đẳng thừa, đại nhiếp thọ thừa, vô biên nhiếp thọ thừa. Tất cả chúng sanh ngồi nơi thừa này thì trong thừa này đều dung thọ tất cả, mà thừa này chẳng hề tăng giảm, có thể làm cho chúng sanh đều an vui mà ở, cũng làm cho chúng sanh an vui mà ra. Nếu có chúng sanh nào ngồi nơi thừa quyết định an vui này thì thân tâm họ không có nhọc mệt lao khổ. Này vô biên huệ, đại thừa này chói che tất cả thế gian thiên nhân Atula thanh văn duyên giác và các thừa khác mà sẽ xuất ly. Đại thừa này không đến không đi, không ở không thấy không biết, lúc trước bất khả đắc, lúc sau bất khả đắc, lúc giữa bất khả đắc, ba đời bình đẳng, dường như hư không chẳng nhiễm tạp bụi trần, không có đối đãi, không có chướng ngại, cũng không chấp trước, vì do thừa này mà sẽ xuất ly. Đại thừa này vô lượng, vì chẳng lường được. Đại thừa này vốn không tướng chướng ngại, vì chẳng ở nơi tướng. Đại thừa này tối thượng đệ nhất, người ngồi thừa này không có tâm khiếp nhược mà hướng đến vô thượng chánh giác. Này vô biên huệ, thừa này như ngọn đèn, như mặt nhật mặt nguyệt, làm ánh sáng lớn cho các chúng sanh. Đại thừa này cũng vậy, ánh sáng của nó chiếu khắp cõi đại thiên, không gì che, không gì chướng ngại được, có thể dùng biển lớn công đức vô biên mà hướng đến vô thượng Bồ Đề.
Này vô biên huệ, đại thừa này không tối trừ được bệnh của tất cả thế gian, vượt quá tất cả pháp thế gian, nhiếp lấy chúng sanh lớn. Chẳng phải các chúng sanh hạ liệt mà có thể ngồi được, chỉ trừ người có thể mặc đại giáp trụ. Như ta đã nói, người ở trong vô lượng kiếp cứu hộ chúng sanh, cúng dường chư Phật, trồng các cội lành tư lương thanh tịnh thì có thể ngồi được. Những hàng thanh văn duyên giác và các hạng hạ liệt bị ràng buộc ở thế gian tương ưng với thế gian, hoặc hạng tăng thượng mạng, những ngoại đạo bất tín, họ còn chẳng muốn nghe tên của đại thừa này, huống là có thể ngồi nơi đại thừa này. Nếu có chúng sanh nào dạo đi trong cảnh giới bất tư nghị, ngồi ở đại thừa này rồi như nguyện thù thắng của mình mà hướng đến vô thượng bồ đề. Này vô biên huệ, đại thừa này không thời gian biên tế, sơ tế, trung tế và hậu tế, chẳng thể biết rõ được. Đại thừa này tế đoạn bất khả đắc. Vô biên tế là thừa tế này, vô lượng tế là thừa tế này. Này vô biên huệ, thừa này vô biên tế cũng không có trung tế, không có chút ít tế mà có thể đoạn dứt được. Nói là tế đoạn dứt, bởi vì không có chút ít tế nên nói là tế đoạn, vì chẳng phân biệt tế nên nói là tế đoạn. Như thế gọi là tế đoạn của đại thừa này. Tế vô sở hữu mà nói là trung tế, tế vô sở hữu mà nói là biên tế, tế vô sở hữu mà dùng tế để nói. Ở trong tế ấy, tế bất khả đắc. Vì là bất khả đắc nên biên tế, trung tế, không có đoạn mà nhập vào tế môn. Vì nhập vào tế môn nên thừa này vượt quá nơi đó, vượt quá này cũng vô sở đắc. Này vô biên huệ, những gì là tế, đó là đoạn thường tế. Vì vào trong ngôn ngữ vậy nên tế là chẳng phải tế. Đoạn thường tế ấy chẳng có biên tế, bởi tướng của tế ấy là tướng vô biên vậy. Nói là tế đó không có phân biệt, vì dứt phân biệt nên vượt quá nơi tế rời xa đoạn thường. Này vô biên huệ, người có thân kiến thì ở nơi tế môn có chỗ y chỉ. Nếu là người không có thân kiến thì ở nơi tế môn không có chấp trước. Vì không có chấp trước nên có thể vượt quá đoạn thường tế. Này vô biên huệ, đoạn thường tế ấy không có thiệt, chỉ là lời nói phỉnh phờ. Ở trong ba cõi phân biệt có hai tế đoạn và thường. Đối với hai tế ấy, nếu chẳng nắm lấy, nếu chẳng tương ưng, mới có thể vượt quá chấp kiến đoạn thường ở nơi hai tế môn mà không chỗ chấp trước. Này vô biên huệ, nếu đại Bồ Tát chưa rời thân kiến thì chẳng gọi là mặc đại giáp trụ ngồi nơi đại thừa. Với tế môn kia là có chấp trước. Dầu có muốn dứt tế, lại khởi tưởng niệm dứt tế, lại là có phân biệt tiền tế hậu tế. Nếu đại Bồ Tát đã rời thân kiến thì gọi là mặc đại giáp trụ ngồi nơi đại thừa. Với tế môn ấy chẳng có chỗ chấp, đã vượt qua hai tế dùng thừa an lạc mà hướng đến vô thượng bồ đề. Này vô biên huệ, chư đại Bồ Tát dùng sức đại trí huệ ở nơi tất cả pháp trụ tế, có thể chẳng đoạn chẳng phá mà phương tiện khôn khéo nhiếp lấy chỉ quán tu tập vô tướng. Được chứng vô tướng thì được chư Phật trao cho ánh sáng pháp. Do ánh sáng pháp mà tất cả tế đoạn dứt. Đối với tế đoạn ấy cũng không nắm lấy, không có chút ít tế nào ở tế môn kia, hoặc là tương ưng hoặc chẳng tương ưng, hoặc ghi nhớ hay chẳng ghi nhớ. Với tất cả pháp, phương tiện khôn khéo an trụ ở chỉ quán bèn được vô biên ánh sáng đại pháp. Vì ánh sáng đại pháp nên rời xa tối tâm bố úy mà dựng đại pháp tràng, phát đại phạm âm, rống đại sư tử mà bảo chúng sanh rằng: mọi người mau đến nơi đại thừa này, đại an lạc thừa này, đại điều ngữ thừa này, đại pháp thu thừa này, để hướng đến vô thượng bồ đề. Đại Bồ Tát vì chúng sanh mà diễn ánh sáng pháp, vì ánh sáng pháp có thể làm cho chúng sanh mặc đại giáp trụ ngồi đại thừa này. Này vô biên huệ, đại Bồ Tát ở nơi đại thừa này, ở nơi đại giáp trụ này chớ có lòng lẫn tiếc, nên nguyện cầu cho chúng sanh phát tâm bồ đề mặc giáp trụ này và ngồi đại thừa này. Các chúng sanh ấy ở nơi đại thừa và đại giáp trụ này cũng chớ lẫn tiếc, mà phải luân chuyển khuyến cáo chúng sanh khác
lại cũng nguyện cầu các chúng sanh mặc giáp trụ và ngồi đại thừa này để được xuất ly. Lúc chư Đại Bồ Tát an trụ trong hạnh nguyện ấy, các ngài nhiếp thủ Phật quốc, thanh tịnh Phật quốc, nhiếp thủ thanh văn và chư Bồ Tát để được viên mãn công đức. Do biển đại công đức vô biên này mà hướng đến vô thượng Bồ Đề. Này vô biên huệ, đại thừa này đồng với pháp giới, bờ này hay bờ kia đều không có gì để được, nhưng có thể vận tải tất cả chúng sanh từ đây đến ở trong pháp giới, tương ưng với pháp giới, tương ưng với giáp trụ không có chỗ tương ưng. Nếu ở nơi đại thừa đồng pháp giới này mà chuyên cần tu tập thì hướng đến vô thượng Bồ Đề. Này vô biên huệ, như pháp giới không có nhiễm bụi trần, không ai phá hoại được, không gì nhiễm được, cũng vậy đại thừa này không bị hoại, không bị nhiễm. Vì không hoại không nhiễm nên sẽ đến nhất thiết chủng trí. Vì thế nên thừa này tên là đại thừa. Thừa này vô ngại, tất cả thiên nhân Atula ở thế gian chẳng làm thối chuyển được. Do vì thừa này không chấp trước nên sẽ đến nhất thiết chủng trí. Vì thế nên thừa này tên là đại thừa. Gọi là đại thừa có nghĩa là đại trang nghiêm. Tất cả trang nghiêm đều vào trong đại thừa này. Vô biên huệ Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đại thừa này há lại có những trang nghiêm hữu vi ư? Đức Phật phán: Này vô biên huệ, đúng như vậy. Ta tùy thuận thế tục nên ở trong đại thừa này cũng nói tất cả trang nghiêm hữu vi. Này vô biên huệ, như Chuyển Luân Dương, Đế Thích và Phạm Dương đều từ đại thừa này xuất sanh, hoặc đã xuất sanh, hoặc sẽ xuất sanh, dầu ở ngôi tôn quý mà chẳng bị lỗi lầm sanh tử phiền não làm nhiễm trước. Có thể ở nơi ngũ dục mỗi mỗi đều vừa chừng. Đã vừa chừng rồi thì nhàm bỏ mà có thể biết rõ được đạo xuất ly. Nếu chư Đại Bồ Tát ngồi đại thừa này dầu thọ lãnh sanh tử, nhưng ở đâu cũng chẳng bị ô nhiễm mà thấy được sự lỗi lầm có thể biết xuất ly. Nếu ở nơi đây ta chưa nói các pháp và các trang nghiêm do tướng của thừa này, chư Đại Bồ Tát ấy cũng có thể biết được các pháp và các trang nghiêm kia mà hướng đến vô thượng Bồ Đề. Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Đại thừa vô thượng thừa, thừa này bất tư nghị, nếu ai ngồi thừa này đều sẽ được xuất ly. Thừa này bất tư nghị, vô lượng vô biên tế, là chỗ y chỉ lớn nên gọi là đại thừa. Tất cả các chúng sanh ngồi nơi đại thừa này, thừa này vẫn không giảm, cũng lại không có tăng. Tất cả các chúng sanh ngồi nơi đại thừa này an lạc mà hướng đến, trong ấy không khổ não. Nếu chư Đại Bồ Tát từ thừa này hướng đến, thẳng tiến không làm khác, thân tâm chẳng mỏi nhọc, soi sáng khắp thế gian, trời người Atula sẽ ở đại thừa này mà hướng đến vô thượng, chói che các duyên giác và các thanh văn thừa. Ở nơi đại thừa này mà hướng đến vô thượng, không lai cũng không khứ, không trụ không tiền tế, không hậu tế trung tế, không được không chỗ thấy, ba đời đều bình đẳng, dường như trong hư không. Thừa này cũng như vậy, rời xa các phiền não. Thừa này không đối đãi, không chướng cũng không ngại, hay cứu tất cả loài. Chỗ hướng không chấp trước, thừa này không có lượng, cũng không tất cả tướng, tự tánh bất khả đắc, vô úy chẳng nghĩ bàn. Có ai ngồi thừa này thì được vô sở úy. Ở trong chư Phật Pháp không chướng cũng không ngại, dùng thừa này hướng đến, chiếu sáng khắp thế gian như mặt nhật sáng lớn, không lúc nào chẳng chiếu. Thừa này chẳng hoại được, không gì che chói được, vô lượng đức tư lương mà hướng đến vô thượng. Thừa này siêu thế gian, ra khỏi hẳn ba cõi, rời xa các tối tâm, thẳng đến quả vô lậu. Thừa này chỉ nhiếp lấy tất cả chư Bồ Tát, còn các chúng sanh khác trong ấy chẳng dung thọ. Nếu có người trí huệ trong vô lượng ngàn kiếp, siêng tu tập phương tiện mới ngồi được thừa này.
thanh văn và chuyên giác, tất cả hàng ngoại đạo, tiểu trí và tà kiến chẳng hồi được thừa này. Nếu có các chúng sanh hướng đến nơi phi đạo, hạng này kém phước đức, chẳng kham nghe thừa này. Nếu có các chúng sanh với pháp bất tư nghị, khôn khéo mà du hí, ngồi được đại thừa này, tùy theo họ kiến lập những thệ nguyện thù thắng, ở trong chánh đạo này mà hướng đến vô thượng, thừa này không biên tế, cũng không có trung tế. Biên tế và trung tế thải đều bất khả đắc. Bởi tế bất khả đắc nên thừa này không tế, vì tất cả tế đoạn nên an lạc hướng đến. Thừa này vô biên tế, vô biên là thừa tế. Thừa này vô lượng tế, vô lượng là thừa này. Thừa này vô tế đoạn, vô tế là tế đoạn. Chẳng phân biệt nơi tế, đoạn cũng chẳng thể được. Thừa tế không biên tế, cũng không có trung tế, cũng không tế không tế. Tế tánh vô sở hữu, nơi tế không tế tướng. Chẳng phải tế làm tướng, ở trong các tế ấy. Tế tướng vô sở hữu, chẳng phải tế nói môn. Thừa này đã vượt quá, ở chỗ quá lượng kia. Tương ưng bất khả đắc. Ta nói đoạn thường tế, hữu biên vô biên tế, tất cả tế như vậy, tế kia chẳng phải tế. Tất cả tế vô biên, tế tướng vô sở hữu, tự tánh tất cả tế, trong ấy chẳng phân biệt. Trong các tế như vậy, vì dứt nơi phân biệt nên biên cùng vô biên, tất cả đều được dứt. Nếu còn có thân kiến thì nói các tế môn chấp trước các tế ấy là người không chỗ dựa. Nếu không có thân kiến chẳng chấp các tế môn, chẳng trước tất cả tế là người hay soi sáng. Các tế chẳng phải tế, các tế chẳng chơn thiệt. Tất cả tế tánh tướng đều là vô sở hữu. Chẳng thọ tất cả tế, nơi tế đều vượt quá, chẳng trước các tế môn hay dứt được thân kiến. Nếu ở nơi thân kiến chẳng dứt chẳng rời xa, thì chẳng mặc giáp trụ, chẳng ngồi nơi đại thừa. Vì chấp thọ các tế, phân biệt các tế tướng, tiền tế và hậu tế đều phân biệt tất cả. Nếu ở nơi thân kiến hay dứt được tất cả là mặc giáp vô biên. Ngồi nơi thừa vô thượng, chẳng trước các tế môn, là bậc đại trí huệ, có thể nơi các tế đều vượt quá tất cả. Do đây trong Phật pháp an lạc mà hướng đến, Bồ Tát khéo quán sát hay dùng sức trí huệ, chẳng có được chút pháp dứt được trừ diệt được. Thường dùng phương tiện khéo, khéo nhiếp lấy chỉ quán, vì biết rõ một tướng, các tướng đều biết rõ, an trụ ở chánh pháp, được ánh sáng đại pháp, do pháp quang minh này quyết xong các tế kia. Chẳng thấy có chút tế là tế hay phi tế, chỗ tương ưng được kia, không chấp trước tất cả. Nếu thấy chúng sanh khổ, khuyến dụ mà bảo rằng, người đến nơi thừa này, an vui mà xuất ly. Thọ sanh ở chốn nào, hay làm ánh sáng pháp, mặc giáp ngồi đại thừa, cũng đem đây khai thị. Thừa này giáp trụ này, chớ có lòng lẫn tiếc, cũng khiến các chúng sanh mặc giáp ngồi đại thừa, ngồi thừa an lạc này, mà hướng đến vô thượng. Chư Bồ Tát như vậy an trụ đây tu hành, hay ở trong Phật pháp mau hướng đến vô thượng, thanh tịnh chư Phật quốc, nhiếp thọ chư thanh văn, và các chúng Bồ Tát sự công đức trang nghiêm.